Dạ, chào mừng quý vị đến với ngôi chùa của con. Ngôi chùa của con chỉ có ong, bướm, thú hoang dã, thú cưng thiên nhiên. Dạ, cây cối. Dạ. Dạ. Quý vị thấy ngôi chùa của con đẹp không ạ? Bảo tồn thiên nhiên động vật là một cách tu, là một phương pháp tu tập hòa hợp với thiên nhiên. Tại sao quý thầy phải ở trong chùa? Những cái ngôi nhà bê tông cốt thép, bởi vì quý thầy còn sợ sanh tử, còn sợ thiên nhiên. Quý thầy không có thể nào hòa hợp với môi trường được vì sợ bệnh tật, sợ trong này thì con muỗi, con đồ nó cắn. Nhưng quý thầy tu tinh tấn thì chả có con gì muốn cắn quý thầy, con gì nó cũng thương quý thầy, nó coi quý thầy như là khúc gỗ vậy đó. Làm hại quý thầy được cái gì đâu chứ, nó đâu có oán hận gì đâu. Giống như con đây, muỗi nó chán con rồi, nó không muốn cắn con nữa. Nhưng nhờ có chùa cũng là một cái nơi để cho Phật tử đến dễ tu tập và nhìn thấy hình tượng của Đức Phật thì họ lại có động lực để tôn kính. Ở đây có cây mọc đẹp quá nè. Thiên nhiên, những loài chim mang đến những cây quý cho cái khu rừng này. Đây là chó cá và rấy cá. Quý vị nhớ nha, duy nhất trên thế giới chỉ có mình Việt Nam chúng ta có chó cá, rái cá và tiên cá, cả ba cùng đồng hành giải cứu thiên nhiên và động vật. Con bây giờ đã cạn lời, sắp tới đây con cũng không muốn nói gì nữa trên cái kênh YouTube Tiun của mình, bởi vì những lời con nói là vô ích, vô bổ, vô nghĩa. Bởi vì con không có gì cả nên chẳng ai muốn tin lời của con. Con không có tiền, con không có danh vọng, con có một đôi dép tổ ong, trên tay con không có trang sức, của cải con chỉ là những bộ quần áo cũ. Niềm vui của con chính là thiên nhiên và động vật, đó cũng là tình yêu duy nhất mà con đã có. Tương lai thì có thể khu rừng này bị người ta chặt bỏ đi để xây dựng căn hộ. Nhưng nếu mà những vị đại gia nào đang sở hữu những cái khu rừng như thế này cứ để yên đó cho các loài sinh vật phát triển thì đang tích phước. Đó là một ngôi chùa thật sự mà quý vị đã tạo ra. Đó là một cái nhà thờ thật sự, chứ không phải bê tông cốt thép đâu ạ. Đệ tử của con chỉ là rái cá và chó cá. Các học trò người cá của con không còn đi bên con nữa, vì khi các em có thành tựu một chút lại bị cám dỗ và sa ngã.
chỉ có các loài vật nó mới đặt niềm tin vào con. Thế đấy.